Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 16 tháng 4 trên kênh VTV Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, trong đêm nay vùng mây phía Bắc bắt đầu tác động và gây ra mưa ở khu vực như Hà Giang, Cao Bằng, Mẫu Sơn và Lạng Sơn. Dự báo khoảng từ gần sáng ngày mai, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở Bắc Bộ. Từ đêm mai đến ngày 18 tháng 4, nhiều khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh kết hợp với hội vùng hội tụ gió trên mực 1.500m nên nhiệt độ ban ngày sẽ giảm mạnh xuống mức từ 5 đến 7 độ, đồng thời nhiệt độ giữa đêm cũng sẽ giảm mạnh xuống mức từ 3 đến 4 độ. Đợt không khí lạnh này sẽ diễn ra từ 2 đến 3 ngày tùy từng khu vực. Ở Bắc Bộ, từ đêm mai trời chuyển lạnh, từ đêm ngày 17 đến ngày 19 tháng 4, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ. Lưu xuống khu vực miền Trung cũng có thời tiết nóng mạnh trong ngày mai. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tất cả các thành phố miền Trung đều ở mức cao từ 32 đến 34 độ. Trong đó, ở các tỉnh vùng núi phía Tây như Hậu Xuân, Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà, Nam Đông sẽ vẫn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Về chiều và tối mai, ở các huyện vùng núi phía Tây của khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Phú Yên và Ninh Thuận sẽ xảy ra mưa rào và dông rải rác. Từ đêm mai đến ngày 18 tháng 4, ở khu vực ven biển Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Ở Bắc Trung Bộ, từ đêm ngày 17 đến ngày 19 tháng 4, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Đối với các khu vực ở phía Nam, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng từ 12 đến 14 độ vĩ Bắc, trạng thái mưa dông rải rác về chiều và tối sẽ thường xuyên ảnh hưởng ở khu vực này, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Còn về nền nhiệt trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên sẽ duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Dự báo từ ngày thứ hai và ngày thứ ba của tuần tới thì nắng nóng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng gia tăng trở lại. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, các vùng biển đều có chung tình trạng thời tiết tốt. Dự báo từ đêm mai trở đi, ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.